Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh Thì hôm nay là thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020 Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá cà na thái ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp Cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo Ngoài cập nhật tình hình giá cà na thái thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn y đo, giá nhãn tiêu da bò Quý anh chị và các bạn nào có quan tâm đến giá cả của những nhãn trên thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem hoặc là quý anh chị và các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được thông báo và rất là dễ dàng để vào xem được những clip cập nhật tình hình giá cả na thái hay là giá nhãn mới nhất. Quay trở lại tình hình giá cà na Thái ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp trong một gà nhà trở lại đây thì giá cà na thái không tăng nha quý vị các bạn do hiện nay thì ở khu vực đồng bằng sông cửu long mình thì đang vào mùa thu hoạch của cà na thường nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến sức mua cũng như giá cả của cà na thái vào lúc này làm cho giá cà na thái vẫn chưa thể tăng được cụ thể là tình hình giá cà na thái ở khu vực cần thơ vĩnh long hậu giang và đồng tháp hiện nay thì có giá dao động từ 10.000 đến 14.000 đồng một ký ở khu vực Vĩnh Long và Đồng Tháp có giá dao động từ 10.000 đến 12.000 13.000 còn tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang có giá dao động từ 10.000 đến 13 14.000 14 Ngoài ra thì giá cà na thái còn tùy thuộc theo từng khu vực, từng sức mua và từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa và sẽ có giá trên lệch lên xuống từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Do tình hình như hiện nay thì giá cà na thái có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Do không có thời gian cảnh nên đôi khi khoảng vài ba ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá cà na thái. Nên đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại. Thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Đồng thời thì mình cũng rất là mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh có đang bán cà na hay có biết tình hình giá cà na ở khu vực nào thì xin vui lòng comment giá phía bên dưới để cho quý anh chị và các bạn xem sao cùng tham khảo được giá. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con nhà vườn mình đang thu hoạch cà na hay sắp sửa thu hoạch cà na, sẽ có một mùa cà na đạt được năng sức thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá cà na Thái tiếp theo của mình sao mấy cái giường kia bành bành không mà nó không có trái không? à <laughs> đúng hả? Ừ. có lên không? Có lên, có lên giá không? không. cái cái này, này nó căng chắc có mười mười ba đó hả?